mới về ngày 14 tháng 2 nè chị ơi. Hôm nay là 14 tháng 2 nè, chị là tình nhân luôn. Thứ ba thì khô dưa khô nia lên cá mới. Đây là khô cá dứa nè, rồi khô cá lóc nuôi, rồi khô cá sạch, khô cá sạch xé dẻo đó. Thì lúc này bây giờ là có qua Tết nên là có cá dứa lớn anh chị nha. Dứa con này xé dẻo rồi mà 8 lạng 8 nè. Rồi dứa con vừa vừa là 6 lạng 3, có 1 rưỡi. Rồi dứa con đây con là 8 lạng 6 nè. Lúc này là vô một túi một cái nên là cá khá là lớn nè, con là 8 lạng 8, xấy dẻo rồi 8 lạng 8 rồi nha. Chị nào mà thích ăn mà khô cá xấy dẻo mà bự ngư là lúc này có nha, 8 lạng 8 này. Thật sự là lấy là 6 lạng cho mỗi con. Ok chị ha, thì hôm nay á là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 2, thì cô như về cá mới để bắt thùng đi nước ngoài, như là một thùng mình là mới đi đóng xong để chuẩn bị giao cho khách mình đi nè. Thì tại vì sau Tết á, các anh chị về đây Việt Kiều về quê ăn Tết rồi, về Việt Nam ăn Tết, giờ bay về nước khá là nhiều đó. Thì hôm nay cô đi lên cá mới, như là mới đóng thùng một thùng, đóng xong một thùng cô cá để giao khách đem đi, đem đi đó. Thì như là thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần thì cô đi sẽ lên cá mới nha. Cũng là phải quay cái video tập luyện cho mình để chị có mua biếu cho người thân đang ở đây hay là đi nước ngoài hoặc là đặt về nhà ăn cơm hàng ngày cho chị là yên tâm luôn, cô cá luôn mới nha. Thì anh chị muốn đặt cái các sản phẩm như là khô cá dứa, khô cá lóc, mực khô, tôm khô, khô cá lóc hôm nay là lên là toàn bộ cá lóc nuôi hết. Khoảng 2 đến 3 ngày nữa sẽ có khoảng 7 cái cá lóc đồng đó. Anh chị mà ăn cá lóc đồng thì cái nhắn Zalo chung lại đặt sớm nha, chứ cái thằng đó đi kiếm á đặt rẻ là không có đó nha. Rồi, Ula xin chào anh chị nha.